Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay nam giới, bói chỉ tay đàn ông, đoán sự nghiệp và đường tình duyên. Một là xem chỉ tay cơ bản về nhân tướng học chỉ tay. Từ xa xưa, phương pháp xem chỉ tay, xem bói chỉ tay vẫn được dùng để luận giải về vận mệnh, công danh, tình duyên, cuộc đời của mỗi con người. Trải qua nhiều năm tích lũy và đúc rút kinh nghiệm, hiện tại thuật xem tướng và thuật xem chỉ tay vẫn tiếp tục nghiên cứu và phát triển để giải đáp những thắc mắc xem bói chỉ tay có đúng hay không. Hãy xin mời bạn đọc cùng tham khảo những thông tin trong bài viết dưới đây. Con người sinh ra trên lòng bàn tay đã xuất hiện các đường chỉ tay. Mỗi người sẽ có những đường vân và đường chỉ tay với các hình dạng độ mờ nhạt rõ ràng khác nhau. Về nhân tướng học, đường chỉ tay thì coi đó chính là những ẩn số về vận mệnh của đời người cần được làm rõ. Khi xem tướng bàn tay, sẽ có những cách xem khác nhau như xem 4 đường chỉ tay, hoặc xem 3 đường chỉ tay, hay xem chỉ tay 2 đường. Tuy nhiên, trên bất cứ bàn tay nào cũng có 3 đường cơ bản nhất, to, rõ ràng nhất, bao gồm: một là đường sinh đạo, hay còn gọi là đường số mệnh, hay đường sinh mệnh. Hai là đường trí đạo, hay còn gọi là đường lý tính, đường trí năng, đường học hành hoặc đường trí tuệ. Ba là đường tâm đạo, hay còn gọi là đường tình cảm, gọi tắt là đường tình. Ngoài ra, đường chỉ tay cơ bản như trên thì còn có các đường chỉ tay khác mà không phải ai cũng có, như đường sự nghiệp, đường sức khỏe, đường tài năng, đường may mắn, đường hôn nhân và đường con cái. Về thuật xem tướng số bằng đường chỉ tay, xem đường chỉ tay ra đời để luận đoán về vận thế nhân sinh, sức khỏe, tâm lý, nhân cách và cuộc đời của người đó. Ngoài ra, xem bói qua chỉ tay còn là dấu hiệu nhận biết về sinh mệnh theo từng giai đoạn. Xem bói đường chỉ tay, xem tướng chỉ tay chính là chìa khóa mở ra những thông tin vô cùng hữu ích, giúp con người nắm rõ được năng lực, lợi thế của bản thân cũng như là thiếu sót, để từ đó biết cách tính, phát huy thế mạnh hoặc hạn chế điểm yếu, dần dần vượt lên để nắm bắt số phận của mình. Hai là xem bói chỉ tay về nam giới đoán vận mệnh và tình duyên. Nhiều người thắc mắc xem chỉ tay về nam giới tay nào vì chưa nghiên cứu cụ thể về bộ môn nhân tướng học. Theo các nhà nhân tướng học thì khi xem chỉ tay nam giới, người ta sẽ tuân thủ theo quy tắc nam tả, nữ hữu. Tức là xem chỉ tay đàn ông là xem tay trái, còn xem chỉ tay nữ giới là xem tay phải. Về thông thường, trên bàn tay mỗi người đều có các đường chỉ tay cơ bản như đường tâm đạo, đường sinh đạo và đường trí đạo, đường hôn nhân. Xem chỉ tay nam giới qua đường sinh mệnh, bói chỉ tay nam giới có thể cho biết phần nào về đàn ông đó có phải là người có năng lực sâu sắc hay quan tâm đến gia đình của mình hay không. Người đàn ông có đôi bàn tay dày dặn, cứng rắn, các đầu ngón tay có hình cái xẻng, hơi thô là người giàu sang sức sống, kết hợp với đường sinh mệnh kéo dài xuống gần cổ tay hay gò kim tinh đầy đặn thì đó là người có thể lực siêu phàm và có nhu cầu tình dục rất mạnh. Xem chỉ tay con trai, nam giới có bàn tay với tỷ lệ tương xứng với các ngón tay, các gò nổi lên đều đặn, đó là người có tinh lực dồi dào và chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Bàn tay này nếu có thêm đường vận mệnh hoặc đường công danh kép kéo dài từ trên xuống thì được gọi là một đấng nam nhi tài giỏi. Xem chỉ tay ở nam giới qua đường tình cảm. Về đường tình cảm, trên bàn tay nam giới nếu không cùng một hướng mà đứt đoạn, phân tán hỗn loạn, cộng thêm đường tình dục hoặc vòng kim tinh nhiều thì đó là người khó khống chế được ham muốn tình dục. Ngoài ra, xem chỉ tay tình duyên cho nam, nếu đường hôn nhân bị phân tán, đường trí tuệ không rõ ràng thì đó có thể là một kẻ biến thái, sống giả tạo và có tính lừa đảo người khác. Về xem chỉ tay đàn ông qua đường trí tuệ, xem chỉ tay nam qua đường tình duyên quá ngắn là người thể hiện tình cảm lộ liễu, khó khống chế được bản thân, nên hay dùng cái tôi của bản thể. Nếu bàn tay có thêm đường trí tuệ ngắn nữa thì đó là người xử lý công việc khá thẳng thắn. Đàn ông có ngón tay dài, khớp rõ ràng là những người thường theo đuổi lý luận. Nếu có thêm đường trí tuệ cong dài đi xuống đoạn giữa gò nguyệt thì là người này rất coi trọng nhu cầu về mặt tinh thần. Xem chỉ tay sự nghiệp cho người đàn ông
Theo thuật xem tướng, nam giới có đường chỉ tay sự nghiệp kết thúc khi chạy tới gần vị trí đường tâm đạo, thì đó là người thường làm việc theo cảm tính, dễ đưa ra những quyết định chủ quan mà không màng tới ý kiến của người xung quanh. Người này nếu trở thành lãnh đạo thì rất khó tính, nhưng họ là những người cứng rắn, có cá tính mạnh mẽ, đầu óc chiến lược nên sự nghiệp khá vẻ vang. Xem tướng chỉ tay đàn ông nếu có đường sự nghiệp kết thúc ở đường tình duyên, nói lên sự nghiệp của người này thường bị ảnh hưởng rất xấu nhiều bởi về chuyện tình cảm trong công việc cũng như cuộc sống. Họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chuyện tình cảm để đưa ra quyết định cho mình. Xem chỉ tay nam nếu có đường thẳng bắt đầu từ đường sinh mệnh đi lên trên, những đường biểu hiện cho sự khó khăn và thử thách trong công việc. Đây được coi là những chướng ngại vật thử thách khả năng và ý chí của người đàn ông. Nếu có thể vượt qua thì sự nghiệp sẽ bước tiến đáng kể. Còn nếu đường này chạy thẳng tới ngón trỏ thì đó là đường mơ ước, nghĩa là người này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bói chỉ tay nam giới có đường sự nghiệp bị đứt đoạn, hàm ý công việc không như ý hay thay đổi, dịch chuyển, người này luôn muốn được trải nghiệm, tìm kiếm những điều mới lạ trong cuộc sống. Chính vì vậy mà họ không ngần ngại thay đổi công việc để thỏa mãn đam mê, sở thích của mình. Xem chỉ tay đàn ông có hai đường sự nghiệp chạy song song với nhau ám chỉ rằng họ sẽ có cơ hội thành công lớn về sự nghiệp thứ hai của mình, nghĩa là sự thành công không phải là ở ngành nghề đúng chuyên môn mà là ở nghề tay trái. Thường những người này có xu hướng đam mê kinh doanh và nhiều tài lẻ. Xem chỉ tay chính là thuật tiên đoán từ xa xưa nhằm tìm hiểu, khai phá tương lai qua các đường chỉ tay. Những thông tin về xem chỉ tay nam giới, xem chỉ tay đàn ông, bói chỉ tay nam trên phần nào nói lên được tính cách, vận mệnh, công danh, tình duyên, sức khỏe của một người đàn ông. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm thuật xem tướng đàn ông đoán số mệnh khác đã được tổng hợp trên trang web của chúng tôi. Phần 2 là nếu trong lòng bàn tay có hình chữ thập kỳ diệu này thì xin chúc mừng bạn, đó là dấu hiệu của sự thành công. Nếu trong lòng bàn tay xuất hiện hình chữ thập trong lòng bàn tay, đây có thể là dấu hiệu của sự thành công. Thành công về kinh doanh, kiếm được nhiều tiền là giấc mơ của rất nhiều người. Những người có hình chữ thập trong lòng bàn tay thường là những người có trực giác sắc sảo, rất nhiều cảm hứng sáng tạo và mạnh mẽ. Nói chung là nhiều khả năng để thành công hơn so với người bình thường và nắm bắt cơ hội kinh doanh rất nhanh. Một khối tài sản càng ngày càng lớn đó. Trong lòng bàn tay có rất nhiều đường chữ thập dễ làm bạn nhầm lẫn, nhưng chữ thập chính xác là phải được tạo từ đường tình cảm và đường sinh mệnh và đường trí tuệ. Chúng giao nhau và tạo thành một hình chữ thập. Trên đường sủng ái cũng thường được gọi là hình chữ thập. Những người có đường chỉ tay này là những người không những thông minh mà còn có tố chất để thành công. Một là đường chữ thập là gì? Đường chữ thập cũng giống như tên của nó là hai đường thẳng giao cắt nhau và tạo thành hình chữ thập, tạo thành các góc bằng nhau. Đường chữ thập như một kết cấu giống với những đứa trẻ nổi loạn, độc lập một mình. Sau đó không có chỉ đường vẽ lối có thể phát triển không tốt và sa vào cạm bẫy của ma quỷ. Nhưng nếu biết sử dụng trí tuệ và sự may mắn của mình, chắc chắn sẽ tạo ra được những thành công trong cuộc sống. Hãy xem lòng bàn tay của bạn có hình chữ thập không nhé. Nếu hình chữ thập ở các đường chính thì xin chúc mừng bạn. Hai là hình chữ thập dưới ngón tay trỏ. Những người này thường là những người có tính cách ôn hòa, dễ chịu, có hiểu biết rộng, có thể làm bạn, làm người yêu hoặc thậm chí là người bạn đời, chắc chắn rất hạnh phúc cho bạn. Ba là hình chữ thập xuất hiện ở ngón giữa. Những người này là những người có trình độ văn hóa đa tài và xuất chúng, tài năng của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, đặc biệt giỏi trong các vấn đề về dân sự và quân sự. 4 là hình chữ thập ở ngón tay đeo nhẫn. Về duyên phận với người khác giới khá tốt, là người tốt, thích giúp đỡ người khác, thích hợp với những công việc cộng đồng và là người rất dễ kích động nhưng cũng rất dễ phát tài. 5 là hình chữ thập trên ngón tay út. Nếu trên ngón tay út có hình chữ thập là những người luôn chú ý đến vẻ ngoài của mình
và là người rất mềm lòng. Nếu ngón tay út có hình chữ thập, những người như thế thường có niềm tin vào Đức Phật. 6 là hình chữ thập trong lòng bàn tay. Nếu hình chữ thập của bạn được tạo thành từ đường sinh mệnh, giao cắt với đường trí tuệ hoặc cảm xúc thì đây được gọi là đường chữ thập kỳ diệu. Nếu như bạn có đường chỉ tay này, không cần biết là bên phải hay bên trái, hay tay phải của bạn đều là những người học hành giỏi giang và rất có năng lực về tài chính. Bạn có hiểu biết sâu rộng về cả kiến thức và cảm xúc con người. Đôi khi bạn còn tinh thông về tử vi, bát tự và có thể đoán biết được số mệnh của người khác. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Xem bói bàn tay có đường trí tuệ bị đứt đoạn và chia làm nhiều nhánh về phần 2. Bạn đọc bài viết xem bói chỉ tay có đường trí tuệ bị đứt đoạn chia làm nhiều nhánh. Tại 12cungsao.com bạn sẽ tìm hiểu về xem tướng tay và coi chỉ tay để biết ý nghĩa về đường học vấn. Và coi bói xem chỉ tay đường trí tuệ dự đoán công danh học hành và thi cử. Hãy cùng xem bói và coi tướng tay, xem bói tướng trọn đời đường trí tuệ bị đứt quãng hay bị chia làm nhiều nhánh. Về đường trí tuệ ngắn là điểm gì? Cách xem chỉ tay đoán trí thông minh, học giỏi hay ngu? Hãy cùng khám phá những thông tin lý thú và bổ ích về chiêm tinh học tại 12 cung hoàng đạo hấp dẫn nhé. Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu về các dạng đường trí tuệ hay còn gọi là đường trí đạo, có độ dài ngắn, đậm nhạt khác nhau, thể hiện cho sự nghiệp, học hành, trí tuệ của một con người. Tại phần 2 này, chúng ta sẽ xem tướng trên những bàn tay có dạng chỉ tay đường trí tuệ hoặc đường trí đạo bị đứt quãng, đường trí đạo chẻ đôi hoặc đường trí đạo cắt ngang trong lòng bàn tay. Hãy tìm hiểu cách xem bói tướng tại 12 cung sao để biết cách coi chỉ tay, tướng tay và dự đoán vận mệnh học vấn của mình. Về phần 2 của mục xem chỉ tay, bạn sẽ được hướng dẫn cách xem dạng chỉ tay đường trí tuệ bị đứt quãng hay đường học vấn bị chia làm hai hoặc nhiều nhánh rẽ, và coi bói chỉ tay xem ý nghĩa đường trí đạo phản ánh trí tuệ học vấn của mình như thế nào. Dưới đây là dạng đường trí tuệ để bạn đối chiếu với các bàn tay của mình. Về đường trí tuệ chia làm hai nhánh. Nếu như cuối đường trí tuệ chia làm hai nhánh lại xuất hiện hai hướng khác nhau là đường có lực và đường không có lực. Đường không thể hiện về tính cách do dự, thiếu quyết đoán, rất dễ rơi vào hoang mang. Đây là đường nó có thể nói là một người đa tài trong công việc, luôn phát huy được tài năng của bản thân mình. Về đường trí tuệ kết thúc, có một đường khác vươn ra. Nếu có một đường trí tuệ kết thúc ở dưới ngón giữa, ở trước nó có một đường trí tuệ khác như đã bị cắt ra, vươn đến gò nguyệt, thể hiện đây là một người có trí não mẫn tiệp trong lĩnh vực về nghệ thuật, có thể phát huy tốt được tài năng của bản thân, năng lực hoặc lập kế hoạch cũng rất tốt. Điều này khiến họ rất dễ rơi vào tự tin quá mức. Về đường trí tuệ đứt đoạn liên tục là tướng tay không được đẹp, thể hiện sự không tập trung, sức lý giải là không đủ, năng lực yếu. Nếu như đường đứt đoạn lại chồng lên nhau như hình bậc thang là thể hiện cách làm việc rất tốt nhưng thiếu đi tính nhẫn nại, thiếu sự nhiệt tình trong học tập và công việc và thiếu sự quyết đoán. Nếu đường trí tuệ xuất hiện vô số đường ngắn hướng lên có nghĩa là tình huống đột nhiên chuyển biến tích cực hoặc dần mở ra cục diện mới, lúc đó tinh thần sẽ tăng cao. Trong phương diện tình yêu, người này cũng tích cực hơn nhưng xuất hiện ở nhiều những đường nhánh và những đường cong hướng xuống dưới, thể hiện chức năng cơ quan thần kinh não bộ giảm sút. Về đường trí tuệ, có một đường thẳng xuyên ngang bàn tay trái hoặc bàn tay phải. Bàn tay bị một đường thô kéo ngang từ trái sang phải là sản phẩm của một sự hợp nhất đường tình cảm và đường học vấn. Loại tướng tay này gọi là đấu phong, bách ác, lộ ra tính cách mạnh mẽ, cũng thể hiện tiền vận tài tương đối tốt. Người nam trong công việc hầu như luôn làm một việc cách triệt để. Tính cách của nữ giới thì tương đối hào phóng. Về đường trí tuệ cong gãy ở dưới ngón giữa. Đường học vấn nếu cong và gãy ở dưới ngón giữa và hướng đến gò nguyệt, những người có tướng tay này cuộc sống luôn luôn không ổn định,
họ chậm chạp trong công việc và học tập. Họ thường sống với cha mẹ một thời gian dài. Nam giới sau khi kết hôn hầu như dựa vào tài sản của vợ để duy trì cuộc sống. Những người có tướng tay này đều tìm được những người ở vợ có thể dựa dẫm được. Về cuối đường trí tuệ hoặc đường trí đạo chia làm hai phần, đường trên ngắn, đường dưới dài. Nếu như cuối đường học vấn chia làm hai đường, đường trên ngắn, đường dưới dài, hướng đến gò nguyệt là thể hiện đây là một người biết biện hộ cho bản thân. Não bộ rất nhạy bén, đồng thời họ luôn tìm được những lý do để giải thoát cho sự rắc rối. Dù rơi vào tình cảnh nào hoặc đường cùng thì họ vẫn tìm được cách thoát thân. Về phía trên đường trí đạo có đường cắt ngang. Về phía trên đường trí tuệ có đường ngang. Giữa đường trí tuệ và đường tình cảm xuất hiện đường ngang, đồng thời có hai đường trí tuệ. Do có một phần nối tiếp dưới đường trí tuệ nên trên đường này nhìn như một nhánh của đường trí tuệ. Trên thực tế đường này không liên quan gì đến đường học vấn. Còn nếu một đường ngang có thể một đường cong hướng xuống gò nguyệt thì tướng tay này học vấn chia làm hai phần, một đường ngang, một đường hướng xuống gò nguyệt thể hiện tài năng của một người kinh doanh. Đường đi ngang thể hiện là người biết tính toán, có ưu thế ở cách xử lý mọi việc. Đường hướng xuống gò nguyệt thể hiện năng lực tư duy phong phú. Nói tóm lại, đây là tướng tay của người kinh doanh nắm chắc tài sản lớn. Về phía nhánh trên của đường trí đạo hướng đến gò thủy tinh, nhánh ngang của đường học vấn đi từ đường sinh mệnh vươn đến gò thủy tinh ở dưới ngón út là thể hiện tài năng liên quan đến phương diện tài sản. Người luôn giữ tướng tay này không bao giờ chịu thua thiệt, họ biết tính toán. Trong phán đoán công việc nào đó, hầu như họ dùng lý trí nhiều hơn cảm tính, họ quyết không làm những việc không có lợi cho mình. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay, xem vận mệnh của một con người qua đường sinh đạo. Về phần 2, về đường sinh đạo mà rõ ràng nghĩa là không sâu quá về bề ngang và cũng không rộng quá, thì nó chỉ ra rằng người ấy có sức khỏe đầy đủ và trong đời sống không hay bị những ngăn trở trong cuộc sống, ít gặp chuyện xáo trộn. Còn về đường sinh đạo mà mỏng manh và không ngắn, thêm nữa là bàn tay mềm nhũn, thì người ấy có tính nhát gan, hay thường là người có bệnh hoạn hoặc thường hay đau ốm. Còn nếu rộng về bề ngang và có màu đỏ là người cộc cằn thô lỗ và lại quá tham lam. Còn như trên đầu đường sinh đạo gần gò mộc tinh dưới ngón tay trỏ mà có điểm nhỏ hay là lỗ thủng sâu thì chắc chắn lúc tuổi nhỏ thường hay bị đau ốm luôn. Còn nếu có một vòng vuông ngang chính giữa đường này thì nếu là người đàn ông thì lúc ở tuổi đó có thể bị tù tội, còn đàn bà thì đau ốm hay bị mất của. Đường đời mà xanh mét hoặc có điểm đen hay điểm đỏ là lúc ấy bệnh rồi cũng dễ dần mạnh khỏe. Đường đời mà có một lằn nằm sát từ trong gò kim tinh đâm ngang ra giữa lòng bàn tay thì lúc ấy có bệnh hoạn là gặp chuyện đen đủi hay hao tài tốn của. Còn nếu đường sinh mệnh uốn cong và cách xa ngón tay cái, bạn là người có thể lực dồi dào. Trái lại, đường sinh mệnh sát gần ngón tay cái cho thấy chủ nhân thường mệt mỏi, ề oải, mức năng lượng thấp. Còn nếu đường sinh đạo bị cắt thành nhiều khoảng hoặc có nhiều đường chỉ phụ nổi bật đâm ngang là biểu hiện về sức khỏe có bệnh từ bộ máy tiêu hóa. Còn nếu nó bắt nguồn từ ngón tay trỏ là người có tính kiêu căng tự phụ, nhiều quỷ kế để đi đến mục đích và sự tham vọng của mình. Còn nếu nó tụt xuống chừng 3-5mm thì tính tình ngược lại. Còn nếu nó kết thúc ở gần cườm cổ tay là người thích phiêu lưu, ưa mạo hiểm, thích đối đầu với rủi ro trong cuộc sống nhưng không tiền của, về hậu vận rất bi đát. Còn nếu có dấu ngôi sao hay hình chữ thập có thể lại gặp tai ương khủng khiếp. Về đường sinh đạo bao quanh gò hỏa tinh dương là thuộc người nhiệt tình với những công việc, tính nhân hậu, giàu tình cảm và hay đa cảm. Nếu chỉ vào không sâu gò này thì tính ti tiện, ích kỷ và tham lam. Còn nếu nhiều đường cắt ngang trong công việc thường thất bại, nếu giống sợi xích thì suốt đời gian nan và có số lao tù. Còn nếu đường này không đều
đường chỉ lúc to lúc nhỏ là người bất nhất ương hèn, còn nếu rộng có màu đen thẫm là người có tính tàn bạo, thường là kẻ đâm thuê chém mướn, còn nếu đường nhạt thì là người hoang dâm, nếu đường hồng hào là được âm dương phù trợ. Còn nếu đường sinh đạo đôi, nếu người có đường sinh đạo đôi, đường này sẽ chế ngự hay hỗ trợ thêm cho tính hung kiết của đường chính. Nếu có dấu ngôi sao hay hình tam giác chế ngự là được tính hung mà đường chỉ chính không có. Còn đường sinh mệnh sâu và dài cho thấy chủ nhân có sức khỏe, thể lực và sức sống dồi dào, có khả năng cân bằng tốt. Còn đường sinh mệnh sâu và ngắn là biểu thị khả năng vượt qua những vấn đề về thể chất. Có người cho rằng đường sinh mệnh ngắn cho thấy tuổi đời ngắn ngủi, nhưng thực ra không phải vậy. Đường sinh mệnh ngắn và nông ám chỉ chủ nhân có thể là người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng và bị kiểm soát. Còn nếu đường sinh mệnh nông và mảnh, bạn dường như không có chút tham vọng nào và dễ bị người khác dắt mũi và thao túng. Còn đường sinh mệnh rõ nét thường cho thấy cuộc đời xôn sẻ và bằng phẳng. Đường sinh mệnh mà mờ nhạt, đường sinh đạo mà đi luôn một chiều theo hình bán nguyệt, nó không có lằn cắt bấy hay hình vuông hoặc bị những lằn cắt ngang, thì người ấy suốt đời đặng an ổn, ít khi bệnh tật ốm đau. Còn như có những vết lằn hay lỗ thủng sâu thì lúc ấy gặp chuyện đau lòng và hay thường bị đau ốm hoặc của cải hao hụt hay gặp việc khó tang. Về đường sinh mệnh xuất hiện các vòng tròn hay đường nhỏ cắt ngang, với những người sở hữu đường chỉ tay này, nhiều khả năng người ấy hãy bị thương nặng hay thường hay nhập viện. Còn đường sinh mệnh bị đứt cho thấy những khó khăn mất mát, thay đổi hay gián đoạn bất ngờ trong phong cách sống, tai nạn hoặc ốm đau trong đời. Chủ nhân, nếu chỉ bàn tay có đường sinh mệnh bị đứt, có thể bạn bị ốm nhưng sau đó hồi phục nhanh chóng. Còn đường sinh mệnh bị đứt cả hai bàn tay là ám chỉ nhiều khả năng chủ nhân ốm nặng hay mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng nào đó. Phần bị đứt nếu gần với cổ tay biểu thị là những vấn đề từ hồi nhỏ. Về đường sinh mệnh dạng dây xích là bạn rất nhạy cảm với các vấn đề về sức khỏe hoặc cảm xúc, có thể cuộc đời sẽ đưa bạn đến nhiều ngã rẽ khác nhau. Còn đường sinh mệnh chia thành hai nhánh là trường hợp điển hình của thế song chim tung cánh. Điều này tượng trưng cho chuyện tình cảm xuất hiện tiểu nhân, có người thứ ba dễ xen vào, gặp đào hoa dữ phải hết sức thận trọng. Mặt khác, sự phân nhánh này còn ảnh hưởng đến vận trình tình duyên rất rõ ràng, báo hiệu khả năng chia lìa với người yêu hoặc bạn đời, hoặc trong cuộc đời người này sẽ gặp phải mối tình sâu đậm nhưng không thể đi tới hôn nhân, mà phải đợi tới lúc mối tình tiếp theo mới thực sự kết hôn được. Cũng có thể là vợ chồng ly hôn hoặc cãi nhau dẫn tới ly thân. Về tình hình cụ thể, phải phối hợp xem từng đường hôn nhân và đường trí tuệ thì mới đoán định rõ ràng chia ly hẳn hay ly biệt một thời gian rồi lại tái hợp. Nhìn chung, đường sinh mệnh phân nhánh là dấu hiệu tình cảm chia đường có cản trở hoặc trục trặc. Tốt nhất là nên biết để thận trọng hơn, dùng lý trí định hướng con đường chuẩn xác, hạn chế tình huống xấu. Còn đường sinh mệnh tách làm đôi hoặc làm ba như hình chiếc nĩa, dạng đường chỉ tay này rất nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào vị trí mà đường sinh mệnh bị dĩa chỉ ra. Thường thì chiếc nĩa biểu thị sự gián đoạn hoặc chuyển hướng hoặc cuộc đời thay đổi. Đôi khi dạng đường này còn cho thấy bạn bị bao quanh bởi những nguồn năng lượng phân tán. Nếu hình chiếc nĩa nằm trên gò mộc tinh dưới ngón trỏ là chủ nhân nhiều khả năng sẽ thành công và được người đời công nhận. Nếu phần chiếc nĩa thuộc gò thái âm, rất có thể người này sẽ ghé thăm những vùng đất xa xôi. Hoặc có 2-3 đường sinh mệnh cho thấy chủ nhân được bao quanh bởi những nguồn năng lượng tích cực và sở hữu sức khỏe bền bỉ tuyệt vời. Bạn có thể có anh em hoặc chị em sinh đôi, hoặc đã tìm thấy một nửa đích thực và người có tâm hồn đồng điệu với mình, hay có ai đó luôn theo dõi bạn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể mang ý nghĩ bạn sống một cuộc đời hai mặt, nhiều thân phận. Còn đối với người không có đường sinh mệnh, chủ nhân hay lo lắng bất an, lúc nào cũng căng thẳng. Còn về đường sinh mệnh phân nhánh và tiểu nhánh, đường sinh mệnh phân nhánh thành các nhánh nhỏ, từ các nhánh nhỏ lại phân thành các tiểu nhánh nhỏ hơn, đa phần hướng lên trên.
thì thiên về tính hiếu kỳ hay ảo tưởng vào bản thân, thông minh nhanh nhẹn và nhạy cảm, còn năng lực học tập rất mạnh, nhưng người này tính tình kiêu cao hay kiêu ngạo, tự cho mình là đúng nên nhân duyên không tốt lắm, cũng vì thế mà sự nghiệp chưa thực sự khởi sắc. Về đường số mệnh, xuất hiện các nhánh và tiểu nhánh kéo dài được gọi là đường hy vọng. Có thể thấy người này có hoài bão và lý tưởng, lòng dạ rộng rãi, luôn ôm mộng với tham vọng không nhỏ, với mục tiêu cao xa hơn những người khác, nhưng không nên có quá nhiều đường nhánh nhỏ, bởi mơ xa quá thành viển vông, nguyện vọng không thực hiện trái lại sẽ trống rỗng, thiếu sự vững vàng. Người có đường hy vọng vừa phải thì có chí nên thành nghiệp, còn người có quá nhiều lại ôm tưởng hoặc ôm mộng hão huyền mà thất bại, nên dựa vào các đường chỉ tay của mình để điều chỉnh cho hợp lý, biết điểm dừng và dùng lý trí bổ sung những điểm còn thiếu sót. Như vậy vận trình hanh thông sẽ suôn sẻ và rộng mở hơn rất nhiều. Còn nếu đường sinh mệnh có nhiều nhánh nhỏ nhưng ngắn, không rõ ràng thì cho thấy sức khỏe đáng báo động, thể lực kém, vận trình cũng thụt lùi hơn. Những đường này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên thường xuyên theo dõi chỉ tay của mình để nắm bắt được. Còn nếu thấy có thì hãy đi tham khảo sức khỏe tổng thể hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ về thân thể để sớm có một phương pháp điều trị đúng đắn. Đồng thời người này nên nghỉ ngơi thư giãn, sinh hoạt đều, chăm vận động, chú ý chế độ dinh dưỡng. Còn trên đường sinh đạo có nhiều nhánh, nếu đường sinh đạo trong lòng bàn tay phân thành nhiều nhánh nhỏ thì tuổi thơ bệnh tật hoặc nghiệp gặp ngăn trở không thuận lợi, khó thành đại nghiệp, thường có tiểu nhân quấy phá, hôn nhân nhiều thời điểm không hạnh phúc. Người này luôn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên phải cố gắng nhiều, an phận thì thoát được cảnh bế tắc. Nhưng cùng với đó, đường số mệnh có phân nhánh hướng lên trên là biểu thị tuy gặp nhiều điều không thuận nhưng người này nỗ lực không ngừng, lạc quan tích cực, thích tìm hiểu và làm phong phú sự hiểu biết của bản thân, chí tò mò rất mạnh, không ngừng học hỏi, tiến bộ nên sẽ vượt qua thời gian khổ để đạt được công danh và danh vọng, là trường hợp tài năng xuất chúng. Còn nếu hướng xuống dưới cho thấy sức khỏe về thể chất, tinh thần rất nghèo nàn, các vấn đề về tiền bạc, cảm giác mất mát, đau buồn. Những đường hướng lên trên đường sinh mệnh biểu thị khả năng hồi phục từ khó khăn, còn đường hướng xuống dưới thì ám chỉ thói quen lãng phí năng lượng. Còn như đường sinh đạo mà có đường chỉ khác đứng thẳng lên thì lúc ấy có tiền hoặc làm ăn thịnh vượng. Nhưng đường thẳng lên mà đụng đường chí đạo hay là tới đường tâm đạo rồi lặn mất thì chỉ khá trong một khoảng thời gian, gượng lên một lúc rồi lại cũng bị sụp đổ. Đường sinh đạo mà rõ ràng không sâu quá về bề ngang, không rộng quá thì chỉ rằng người ấy có sức khỏe đầy đủ và trong đời sống không hay bị sự gì ngăn trở, ít gặp chuyện gì xáo trộn. Đường sinh đạo mà mỏng manh ngắn, thêm vào bàn tay mềm thì người ấy có tính nhát gan, thường là hay bệnh hoạn. Còn nếu đường sinh đạo bị đứt đoạn cho thấy sức khỏe của trưởng bối trong nhà đang gặp vấn đề nghiêm trọng, ở tuổi trung niên dễ gặp nguy hiểm và bệnh tật, đoạn đứt dưới 1,5 mm chứng tỏ vết thương sẽ rất nhanh chóng hồi phục, vượt quá con số trên, tức là tai nạn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Bệnh tình sẽ kéo dài, nếu như cả hai tay xuất hiện vết nứt đó chứng tỏ tai nạn có nguy hiểm đến tính mạng. Về đường sinh mệnh đứt đoạn ở giữa lại có một đường nhỏ khác chạy song song, cuộc đời của người đó dù gặp nhiều tai ương nhưng có thể chuyển nguy thành an, nếu mắc bệnh cũng sẽ dần chuyển biến tốt và bình phục. Còn nếu đoạn đứt gãy ở giữa đường sinh mệnh tạo thành một hình vuông nhỏ, đây là dấu hiệu cho thấy người đó sẽ nhiều lần gặp dữ hóa lành. Còn nếu lòng bàn tay gần đường sinh mệnh có một đường chạy dọc trên phần thịt nhô lên của ngón tay cái thì đó có thể là bù đắp lại những tổn hại do đường sinh mệnh bị gãy gây nên. Người sở hữu những đặc điểm này sống rất lâu và khỏe mạnh, thông thường dù có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng. Còn đường sinh mệnh bị đứt gãy thành hai đoạn rõ ràng là có thể nguy hiểm bất ngờ xảy ra. Nếu đường sinh mệnh ở tay trái đứt gãy mà tay phải lại liền mạch thì cho thấy tuổi trung niên sẽ có nguy hiểm xảy ra. Nếu cả hai tay đều đứt gãy ở cùng một điểm thì mức độ nghiêm trọng tai nạn tăng lên rất nhiều. Còn
trên đường sinh mệnh đột nhiên xuất hiện vết chấm là sự báo trước bệnh tật hoặc bị thương, nhất thiết phải cần chú ý nhiều hơn quan sát màu sắc của vết chấm, có thể dự đoán tình hình của tai họa. Nếu vết chấm màu xanh đen là biểu hiện cho thương tích, màu nâu sẫm là biểu hiện cho bệnh tật, màu đen nhạt là khuyến cáo các bệnh nặng hoặc bị thương lớn. Đường sinh đạo ngắn hơn nữa giữa đường lại bị mất dấu có thể hiện sức sống yếu, nhưng không được hiểu lầm là đường này biểu trưng cho sự đoạn mệnh. Nhưng nếu ngón tay cái dày và ngắn hoặc đường trí tuệ, đường hóa tinh đều rõ ràng thì đường sinh mệnh sẽ được bổ sung, bởi vậy không cần quá lo lắng. Về đường sinh mệnh quá ngắn mà rõ, mặc dù đường sinh mệnh ngắn nhưng chỉ cần đường vận mệnh bên cạnh đó thì gần dưới đường vận mệnh sẽ bổ sung cho sự thiếu hụt của đường sinh mệnh. Người có tướng tay này không nghe ý kiến của người bên cạnh, rất ngoan cố, đồng thời cũng là người tự tin, hầu như họ cứng rắn thực hiện ý định của mình một cách triệt để. Về đường sinh mệnh bị đứt đoạn liên tục không theo quy tắc, đường sinh mệnh do các đường đứt đoạn liên tục không theo quy tắc mà thành, nói lên cơ thể của người này yếu, có bệnh tật, đặc biệt là cần chú ý về các cơ quan hô hấp và cơ quan sinh dục. Nhưng nếu như phần đầu bị đứt đoạn liên tục, về phần sau lại liền mạch rõ ràng, vậy có thể lúc đầu còn luôn luôn có bệnh tật, sau đó khỏe mạnh trở lại. Nếu như ngược lại thì chứng tỏ tuổi tác càng cao, cơ thể càng suy nhược. Về đường sinh mệnh có đường trùng lập ở chỗ chia cắt. Chỉ tay đường sinh đạo, nếu chỗ vết chia cắt trên đường sinh mệnh có một đoạn đường sinh mệnh xuất hiện trùng lập, biểu thị vết thương hoặc bệnh tật không quá nghiêm trọng, đoạn đường sinh mệnh lặp lại là hỗ trợ cho nhau, chứng tỏ vết thương và bệnh tật đều không nặng, có thể hồi phục tương đối nhanh. Về đường sinh mệnh trên chỗ chia cắt có đường tỉ muội, trong tướng tay xuất hiện gần và song song có đường chính gọi là đường tỉ muội, xuất hiện các vết chia cắt trên đường sinh mệnh, chứng tỏ người này có bệnh tật hoặc có vết thương nghiêm trọng. Nhưng nếu như ở gần vết chia cắt đó có hiện đường tỉ muội, vậy dù có bệnh tật và vết thương cũng đều không nghiêm trọng, có thể phục hồi rất nhanh, bởi vì đường tỉ muội đã bù đắp vào chỗ chia cắt của đường sinh mệnh. Về đường sinh mệnh xuất hiện hai nhánh nhỏ, nếu như trung tâm của đường sinh mệnh có hai đường nhỏ tiến vào bình xuyên hỏa tinh thì người này có thể cùng được hai người khác dưới bày tỏ tình yêu và cầu hôn, cũng có thể có nghĩa là xuất hiện hai người khác dưới cứu trợ nhưng không phải là người yêu. Nếu như dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ thì sau này có thể phải hối hận. Về đường sinh đạo của bàn tay trái, một là đường đời mà cong về phía gò mộc tinh là người có bệnh đau tim. Hai, đường sinh đạo có chấm rõ ràng là người có tính trung thành, nếu có chấm mờ thì người có tính buồn và tham lam, thường hay bị đau tim. Ba là gò kim tinh có nhiều chấm là người tính tình nóng nảy, lúc nào cũng nghĩ đến việc giữ dằn. Bốn là nếu có chấm sâu ở đường đời là chết vì tích hay chết nghẹt, nếu có thể chấm lộn xộn là giết người sát nhân vì đàn bà, nếu có một chấm sâu mà lại có vạch ngang là kẻ sát nhân vì đàn bà. Năm, đầu đường sinh đạo rộng và sâu là người có tính nóng dữ dằn dẫn đến đổ máu. Sáu là đầu đường mạng đạo mà lớn sâu là người giữ ngu muội hay siêu lòng theo tính giữ tội lỗi. Bảy, cuối đường đời mà có chấm sâu là người chết thảm thương. 8. Một đường chỉ có lá tính với đường sinh đạo chạy lên đường trí đạo là người danh giá, giàu sang hoàn toàn. 9. Là cũng như đường kể trên mà chạy xuống cườm tay là người nghèo khổ và bị tôi tớ lừa gạt. 10. Là đường sinh đạo có một đường chỉ thẳng lên gò mộc tinh, tức là đường dục vọng, tính tình ngay thẳng, nhân đạo, làm việc gì cũng gặp may mắn và giàu sang. 11. Nếu dính vào đường sinh đạo có một đường chỉ dường như đường cày đất thẳng trên gò thổ tinh là người có trí sáng láng về bói toán và ảo thuật. 13. Cũng đường chỉ nói trên mà chạy vào gò thủy tinh là người danh giá, gặp nhiều quái nhân, coi chừng bị thương. 14. Là những đường chỉ tay nhỏ đầu đường sinh đạo hướng về ngón tay cái là người không hòa thuận với cha mẹ, thường là người khác cha. 16. Đường chỉ dính với đường đời mạng đạo khúc đầu chạy xuống gò kim tinh là tính nhút nhát hay sợ hãi, ác tâm.
17. Nếu cuối đường sinh đạo có 3 lần chỉ nhỏ ở tay đàn bà là người chết vì những tội lỗi mình gây ra. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.